biến ra ngoài Hàn Quốc. Hàn Quốc em biết, Hàn Quốc mà không biết thì em chỉ có chết thôi, không có sao được không ấy được. Hàn Quốc có diện tích là bao nhiêu? Bây giờ sẽ là câu hỏi đầu tiên dành cho Harry Won. Ở vị trí MC thì dễ lắm, mình biết đáp án mình đọc cho người ta. Bây giờ ở vị trí chơi mà chơi online rồi thấy cảnh nghe cô gái Hàn Quốc. Đúng rồi anh ơi, em biết em đây em thắng chắc rồi. Nhưng Khánh à, em đừng có mơ. Em phải suy nghĩ một điều với Khánh, em phải nhìn rộng ra chứ Khánh. Harry là người của chương trình nào? Em hiểu rồi. Đã làm gì cái chương trình người ta mấy năm rồi? Dạ. Ôi lâu quá, lâu rồi. Anh đừng có nói nữa anh ơi. Mà người ta là con gái đẹp nữa. Còn đàn ông có râu như em thì em nghĩ đi Khánh ơi. Ủa? Không có râu thì sao đâu anh? Ý mà còn trẻ là mình đặt để râu. Đạo diễn không thích. Thua. Là đạo diễn có râu không anh? Như anh nói không có râu, em có râu mới được. Thua. Vô nha. Thôi. Thôi chị Hai đi trả lời trước đi, dòng sau em cạo râu là nó ok trời. Ok. Rác đi. Câu đầu tiên, chúng tôi đã hỏi các cháu trong xã xung quanh nhà chúng tôi. Chỉ có một cháu 12 tháng tuổi không trả lời được, còn lại cháu nào trả lời được? Hả? Anh ơi, anh nói gì vậy chị ạ? Anh ơi, cái đó là câu hỏi anh. Sao anh đi dạy em? Tại cháu 12 tháng tuổi không biết nói nên không trả lời được, còn mấy cháu biết nói trả lời được hết. Dạ, em sẽ ráng. Câu đầu tiên, chuyện gì sẽ xảy ra khi Harry làm rớt điện thoại xuống nước? Rớt điện thoại xuống nước, chuyện gì xảy ra? Vẫn bình thường thì nó rớt, nó ở trong nước. Chuyện đơn giản Harry à, em làm chương trình bao nhiêu mùa thì em nói là vẫn bình thường. Khi điện thoại rớt xuống nước thì nó sẽ ở trong nước anh. Nó sẽ ướt. Ở trong nước chứ. Nó sẽ ướt. Dạ. Nó sẽ ướt. Hiểu không? À thì mình phải nói về những cái trạng thái điện thoại nó sẽ bị cái gì. À dạ, coi như là đây là giống như là lần đầu tiên em cũng chơi khơi khơi cho nó relax thôi, không có gì hết trơn. Anh em mời anh câu hỏi tiếp theo. Câu này quá dễ mà đúng không Khánh? Quá dễ mà anh. Ủa em khoan xí cho em gửi một cái đơn lên cái người mà đang sẵn chuẩn bị cái bộ câu hỏi này nè, là tại sao câu hỏi gì mà dễ quá vậy? Cái gì Khánh? Có phải là người của chương trình người đặc biệt soạn dễ không? Khánh ơi, em ơi, dạ. Em phải nghĩ là bây giờ mình ai cười trước, người cười sau thì mình chưa chắc là ai đó nha. Thì đó, ý là em thấy câu hỏi dễ thật sự luôn á, dễ mẹo á. Khoan, Khánh ơi, bé mới nói vậy, ai người trước, ai người cười sau là gì Khánh? Em không biết. Hiểu rồi. Cười người hôm trước hôm sau người cười. Dạ, cười người hôm trước hôm sau người cười. Anh Giang biết sao? Anh Giang biết sao em lướt qua không? Tại vì ví dụ như một cái người mà hay nói đúng á, thường thường họ nói sai là mình phải bắt bẻ liền. Còn tại chị Harry chị nói sai nhiều quá, em thành cái thói quen luôn rồi. Bây giờ chị nói sai là em công nhận là ok, cái điều đó là đúng luôn. Cho nên em cho qua luôn. Kệ. Câu tiếp theo. Câu này dễ nè. Dạ, làm ơn dễ thiệt anh ơi. Câu này chúng tôi đã khảo sát luôn cái bé mà 12 tháng tuổi hồi nãy á, bé biết luôn. Đừng có nói. Cái gì chỉ xài được một năm, qua năm sau đổi cái khác? Cái gì xài được chỉ có một năm, năm sau là không được xài nữa? Phải đổi cái mới. Dạ. À, phải đổi cái mới. Điện thoại. Thôi chứ không có gì một năm. Quy định nào thì chỉ một năm. Khánh biết không, con này không? Cái lịch, đúng không anh? Đúng lịch, chính xác. Trời ơi, sao con hỏi dễ vậy? Đúng lịch, ủa qua năm mới em đâu xài lịch cũ được nữa. Em phải đổi chứ. Trời ơi, em trời ơi, mấy tháng nay em nghỉ ngơi ở nhà xong cái đầu em bây giờ không còn thông minh nữa, chết em rồi. Thế lực nào nó làm cho đầu óc em mụ mị vậy Harry? Thế lực nào làm cho đầu óc em mụ mị vậy? Dạ, không cần suy nghĩ nhiều á thì cái não nó nghỉ ngơi một thời gian rất là dài, thì khi mình vấn đề là nó cũng phải hoạt động mà em không có hoạt động cái não, mà 2 tháng vừa rồi là em chỉ có làm việc tay chân thôi, cho nên nó
quá. Nó nghỉ luôn. Em thấy cái nào em nó nghỉ luôn rồi. Em buồn quá. Yên tâm, câu này là câu thứ ba, anh bảo là anh nhìn luôn. Riêng câu này là em trả lời không được luôn. Trời ơi, chết em. Câu này Khánh biết luôn, dễ. Đây là một câu đố vui ha, đố dễ dễ chịu thôi. Dù không có hạt giống, không có đất, không có nước, nhưng làm sao Harry vẫn trồng được cây? Không có đất, không có hạt, không có hạt đất, rồi không có nước, vẫn trồng cây được. Vẫn trồng được cây, đó là cây gì? Cây giả chứ anh. Cây giả đâu có trồng, cây giả là mua về mình cắm vô chứ cây giả. Đúng, trồng, đúng. Anh biết không? Dạ biết. Trả lời nào? Em trả lời đi, em biết cái gì em nói đi. Cái này khó lắm, tại vì em nghĩ là chị Harry người Hàn Quốc thì sẽ ít đọc được cái câu thành ngữ này á, ý là biết á, cái kiểu chị Harry đã từng nghe trồng cây si chưa? Trồng cây si á? Dạ. Cây gì mà tên là si à? Bây giờ anh giải thích cho em hiểu nè. Hồi xưa khi em chồng em chưa lấy nhau. Dạ. Là chồng em mê em chứ phải là em mê chồng em? Chồng em mê em trước chứ. Nên chồng em theo đuổi em mỗi ngày. Em làm ở đâu cũng tới nó đứng chờ. Em quay ở đâu cũng tới nó đứng đợi. Và chờ đợi làm sao để em gật đầu đi ăn chung. Rồi sau đó tìm hiểu nhau, yêu nhau. Đó gọi là trồng cây si. Là si là si, là si tình đó. À, trời ơi. Vậy thì cái câu hỏi này dành cho người Việt rồi. Hoặc là trồng cây chuối. Là khi mình tập yoga có mấy cái động tác mình để động lực đưa chân lên trời đó. À, em hiểu rồi. Trời ơi, vậy thì em không biết là đúng rồi. Em thấy nhưng mà cây giả cũng có được mà. Cây giả là cắm chứ cây giả đâu mà trồng. Dù em mua cây giả về đó, ủa, mới mua cây giả về hả em? Ừ, anh trồng vô chậu giùm em. Đâu có, anh để vô chậu giùm em, cắm vô chậu giùm em. À, dạ. Dạ, dạ, em sai. Câu thứ tư này chắc chắn em trả lời được. Thì trả lời sai chứ anh, đúng không? Đúng, chính xác luôn. Câu này chắc em trả lời đúng chính xác luôn. Câu này vô rồi. Câu hỏi là gì anh? Có coi phim Frozen chưa? Frozen. Nữ hoàng băng giá đó. Frozen. Dạ, coi rồi. Phim hoạt hình. Quá, đúng vậy. Dạ. Bài hát chủ đề có tên là gì? Into the unknown. Cái gì? Into the unknown. Không chính xác. Dirt work. Sai bếp. Ủa? Let's go. Anh ơi, vấn đề là em tưởng là cái phần 2. Tại vì Frozen nó có phần 2. Let it go là đáp án chính xác. Như vậy là em lại sai nữa rồi. Cái này em không chấp nhận. Câu hỏi này em không chấp nhận. Tại vì mình hỏi Frozen thì nó có đợt 1, đợt 2. Thì tất nhiên là theo em biết, theo em hiểu biết của chương trình thì cái gì cũng cập nhật rất là mới. Cái gì mà mới thì em tưởng là em phải đưa cái đáp án mới nhất. Thưa quý vị, như vậy là Harry đã không chính xác rồi thưa quý vị ạ. Không giải thích gì chơi vậy anh Giang? Không giải thích gì chơi. Đó là let it go. Nhưng cam đoan luôn, bắt đầu chúng ta qua Hàn Quốc. Em biết Hàn Quốc mà không biết thì em chỉ có chết thôi, không có sao được không ấy được. Hàn Quốc có diện tích là bao nhiêu? Anh nên hỏi cái dân số của người Hàn thì em biết chứ diện tích thì em làm sao biết. Em chỉ có biết là diện tích Hàn Quốc là cỡ chừng 1/3 của Việt Nam á. Cái đó là nói trời hỏi trời thôi. Anh làm em đau tim quá đi. Bây giờ hỏi thiệt nè, nữ nghệ sĩ Hàn Quốc nào có lượt follow trên Instagram cao nhất? Cái nhạc sĩ mà follow cao nhất của nhạc sĩ Hàn Quốc mà follow cao nhất? Nữ nghệ sĩ. Dạ. Nữ nghệ sĩ hả? 5 4 Nghe Phương Dương quá. IU đi. Không chính xác. Đây em bartender luôn, em không có gì hết trơn luôn. Em thấy em sai, em thấy cũng cái sai quá là em thấy
bình thường chứ đúng là em thấy không bình thường hết trơn. Ủa đáp án là gì anh Giang? Nữ nghệ sĩ này là một người anh rất là mê. Mê đắm, mê đuối, mê muội, mê mẩn. U mê. Nữ nghệ sĩ, nữ ca sĩ Lisa. Ồ, em nghe hồi này nó là nhạc sĩ chứ nhỉ? Nữ nghệ sĩ Lisa của nhóm Blackpink. À là nghệ sĩ hả? Vậy là em hồi nãy anh cái mạng nó chớp chớp á, em không có nghe được cái từ nghệ sĩ mà em nghe là nhạc sĩ. Tôi đọc lại đó, đúng là nghệ sĩ là đọc luôn rồi giờ. Rồi, như vậy là đáp án không có chính xác, tới thời điểm này chưa có cái nào hết. Em sẽ hôm nay đặt kỷ luật là hôm nay không chính xác tất cả toàn bộ luôn. Để xem có đặc sắc riêng luôn, em có màu sắc riêng luôn, không ai vượt qua được em luôn. Chị Harry, chị ráng chị trả lời câu hỏi đúng để mà em thắng cái chương trình này, người ta còn thấy cái năng lực của em được không chị Harry? Không, em không biết không, Khánh ơi Khánh, em vậy nè, người ta mời chị mà mời em chơi chung với chị là vì lý do gì? Tại vì em chơi không có giỏi cho nên người ta sắp xếp với chị. Cho nên em đừng có quá tự hào và kiểu gì sáng kêu á, bỏ đi em, vứt qua một bên đi anh. Em cũng giống như chị mà thôi. Thì cái gì, một người đang trả lời không được mà vẫn làm cho đối thủ nhục chí, một khí vật. Thiệt á, em không thể nào cãi được, tại đó giờ em chơi nhanh như chớp em thua không à. Ủa thiệt, bởi vậy còn nữa thấy không? Coi đi! Làm cho đối thủ muốn tắt điện thoại đi ngủ luôn cái gì? Nghĩ được kiếm không? Rồi, câu tiếp theo, nghe kỹ nha, mạng không có lát nữa nha. Có hai người, một lớn, một bé, đi lên đỉnh một quả núi. Người bé là con của người lớn, nhưng người lớn không phải là cha của đứa bé. Hỏi người đó là ai? Bé. Mẹ. Chính xác. Trời ơi, của bạn ơi. Thật ra đáp án này rất là nhiều nha. Không phải là cha, có thể là bà nội, có thể là ông nội, và có thể là ông ngoại, và có thể là bà ngoại, có thể là chú, và có thể là cô, có thể là cậu, có thể là mợ. Nó rất là nhiều đáp án. Không, anh hỏi là có hai người lớn, có hai người, một lớn một bé lên đỉnh một núi. Người bé là con của người lớn. Rõ ràng mà. Ủa, anh ơi, cho em hỏi, nhưng mà bình thường ông nội, bà nội cũng kêu con là con chứ. Con là con cháu, còn đây là người bé là con của người lớn, là huyết thống, là do được sinh ra, gọi là con. Có như em hơn, em hơn. Sau 6 câu thì bé cũng đã mang về 1 điểm của gì. Đúng chứ. Em hơn. Câu này thì chắc khỏi đố đi chứ, câu này đố Harry chị. Ủa sao vậy? Câu này anh biết. Quốc gia nào nổi tiếng với món mì spaghetti? Ý. Một điểm thưởng nữa dành cho anh luôn. Mì spaghetti đã ai cũng biết là của Italia. Italia, wow, trời ơi. Sao tự nhiên hôm nay có được những cái câu hỏi dễ dàng như vậy, vui quá à. Anh ơi, đừng có cười như vậy. Sao vậy Khánh? Em mắc cười. Em mắc cười vì điều gì? Em thấy chị Harry dễ thương quá, em mắc cười. Trời, sao vậy? Em thấy chị dễ thương mắc cười. Nụ cười đó là gì? Em thấy cười. Thiệt tại cái nụ cười nó bị vậy thôi. Ồ, cái cười đó giống như là cái nụ cười khinh bỉ thì khó chứ. Không có. Harry, không phải đâu Harry, đừng nói vậy sao em đó. Không phải đâu Harry, đó là nụ cười khinh bỉ. Đó là nụ cười coi thường đấy. Nói, ủa cũng trả lời được hai câu rồi kìa. Ý là vậy đó. Cũng trả lời được hai câu rồi kìa. Trả lời đi Khánh ơi. Suy nghĩ cái gì Khánh ơi? Không phải. Thật sự là em thấy chị Harry nãy giờ trả lời sai á, mà em cảm thấy chị vui á, thì em cảm thấy vui theo chị. Rồi. Còn tiếp theo, tôi nghe kỹ nè. Quốc Khánh bước vào tiệm vàng. Quốc Khánh bước vào tiệm bạc. Bước vào tiệm vàng. Tiệm vàng. Trộm, lấy trộm của bà chủ Harry 1 triệu đồng. Trời. Sau đó dùng tiền này mua chiếc nhẫn giá 700.000 đồng. Quốc Khánh đưa 1 triệu nên Harry thối lại 300.000 đồng. Hỏi Harry mất bao nhiêu tiền? 1 triệu mà nó mua 700.000 mua cái vàng. Em trả lại 300.000.
300 ngàn. Và lúc đó Khánh có đưa cho em 1 triệu không anh? Không, chúng tôi đã có hỏi người hỏi lại. Vấn đề là cái đề tài này nó đang bị hư có một cái là không cho em biết cái quá trình. Tại vì không có quá trình thì em không tính toán được chứ. Không, cứ tính toán mà câu hỏi thì không cần quá trình. Đã lấy 1 triệu của tiền của mình, sau đó thì mua cái đồ, xong rồi đưa 1 triệu. À, em biết đáp án rồi, em biết đáp án rồi. 1 triệu anh, 1 triệu chứ. Chính xác. Dễ quá mà lấy triệu. Cho dù mua với những 700 thì thấu lại 300 thì cái bằng 700 với 300 nó vẫn là 1 triệu nên Harry vẫn mất 1 triệu đồng. Đúng rồi. Đơn giản rồi thôi. Wow, giỏi dữ như vậy. Trời ơi, em đặt từ 3 câu kìa. Nó là câu hỏi gì em nói sao giỏi vậy? Ba câu liên tiếp nó giỏi cho anh. Nó đâu có khó, đâu có dễ đâu anh ơi. Khánh nó cười nữa kìa. Khánh cười không, gì Khánh? Anh đừng nói vậy nha, nãy giờ em không dám cười nha. Từ nãy giờ em bệnh miệng lại em không cười nha anh Giang. Ý em không cười được sao? Không đá để em cười hay sao? Khánh ơi, Giang đừng có gài em nữa. Câu tiếp theo. Tại sao Trấn Thành chọn ngày 14 tháng 2 để tỏ tình với Harry? Câu một đố về chữ đó. Ủa, cái này là đố về chữ anh. 14. Quấn hai là ngày gì? 14 tháng 4 là ngày ăn mì đen Hàn Quốc. 14 tháng 2 đang ở Việt Nam mà mì đen đâu mà ăn. 14 tháng 4. Tại vì 14 tháng 4 ăn mì đen, mì đen đâu mà ăn. Thì làm gì ăn luôn rồi ăn. Ở đây ăn mì gói dùm tôi đi. Valentine's Day. Đó là ngày gì? Việt Nam là ngày gì? Ngày tỏ tình. Ngày ăn sô-cô-la. Ngày thứ hai là ngày gì tiếng Anh nè? Valentine's Day. Vậy có tiếng Việt là ngày gì nè? Ngày Valentine. Ngày Valentine. Tiếng Anh nữa. Tiếng Anh thứ hai là ngày gì? Tiếng Anh là Valentine's Day. Valentine's Day. Dạ. Dịch của tiếng Việt là ngày lễ gì? Là ngày ngày tình nhân hả? Ngày tình nhân không? Thì tại sao Trấn Thành lại tỏ tình Harry Won vào ngày lễ tình nhân? Đây là một cái nhân dịp rất là xuất sắc để tỏ tình. Người yêu, cho nên mới tặng em. Chương trình đến đây là kết thúc, xin chào. Em thi đúng mà. Đúng mà, đúng đố mà. Đố chữ lễ tình nhân là gì? Tình nhân là tình cảm nhân lên. Nên đố vào ngày đó là tình cảm được nhân lên gấp bội. Hiểu chưa? À, là cái này chơi chữ đúng không anh? Đố chữ mà. Dạ, em ngây thơ quá, em thua. Ừ. Để đi lấy sức cao giá anh giá cái đầu cá là... Em biết anh mệt quá gì anh Giang. Ừ, chứ anh đi chắc cầm mồ hôi luôn á. Ờ, thiệt luôn á. Câu cuối cùng là câu số 10 dành cho Harry Won. Dạ. Mặt của mèo Hello Kitty không có bộ phận nào? Miếng anh, miếng. Mặt của mèo Hello Kitty không có bộ phận nào? Nó có đầu, nó có người thân. Không có đuôi anh? Không, chính xác. Có râu. Đáp án của chương trình có râu. Đó là miệng. Hồi nãy em trả lời là miệng mà. Hồi nãy em chưa trả lời, mới chọn thêm, chưa trả lời hẳn. Hồi nãy trả lời là miệng. Trời ơi, anh ơi, cô máy quay quay em đó. Em nói miệng đó. Em có trả lời là miệng mà. Trời ơi, em có trả. Vậy là vô đó mà. Em làm chứng, em làm chứng. Em làm chứng. Em làm chứng thật sự là lúc đầu chị Harry chỉ có phân tích. Chị nghĩ là không có miệng. Nhưng mà chị nói vậy thôi chứ chị chưa chốt đáp án. Chị chốt là cái đuôi. Em làm chứng chị luôn hả? Trời ơi. Sao lại gì vậy em? Công nhận đáp án miệng là chính xác. Ô, các bạn chính xác. Đúng không? Quá giỏi rồi. Trời ơi, giỏi. Chứ cỡ gì Khánh mà hồi nãy mà trả lời bộ đề này anh nói thiệt cũng phải chín câu hỏi đi chính xác. Ủa? Là có, anh có khen chị Harry không?
Rồi, 10 câu hỏi mang về 4 đáp chính xác là cũng cao rồi.